Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Pika nè. Ok các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ làm phần 3 của chuyên mục series ăn đêm khuya. Đêm khuya nhưng mà giờ hết khuya rồi. Buổi chiều trưa á mọi người. À đúng rồi. Đỏ nha, tại chiều nay chị mình dẹp rồi. À và các bạn ơi, hiện tại mình đã đổi địa điểm quay rồi. Không biết các bạn nào để ý không á. Tại vì nói chung là một số vấn đề thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu review nha. Mặt hàng giờ chúng mình sẽ sắp lên cái này cho nó đẹp đẽ nào. Đây, sắp cho cái đẹp đẽ đi cho các bạn thấy nha. Đây, Oro hồi đó đứa ăn một cái rồi. Một cái bánh cái ngán mà nghĩ ăn rồi. Đẹp đẽ nha. Chắc mọi người sẽ không thấy được mấy cái kẹo phía sau đâu. Rất là ngon. Mấy cái kẹo mút thì tụi mình sẽ không có ăn nha, tại vì mình nghĩ nó quá quen thuộc rồi, với cả là ăn rất là lâu luôn á, nên là tụi mình sẽ không có review đâu nha. Nếu mà phòng 4 muốn còn thì tụi mình sẽ nhận nha. Okay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng món nào đây. Ok, bây giờ mình sẽ ăn kiểu ngậm trước nha các bạn. Viên này thì cũng không quá to, mình sẽ rất là nhanh. Xúc vô thì mình không thích ăn cái vị kiểu này các bạn, nó quá là ngọt luôn nên đẹp mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình hãy cùng nhau review cho các bạn hiểu cái cảm giác đi ha. Rồi okay. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt cái kiểu này ra cho các bạn. Đây, nghe cái mùi khá là lạ. Các bạn đã mình chút nha, mình nó cực là ngọt luôn các bạn ơi. Để mình đi vệ sinh nha các bạn. Một chút, nó lại vệ sinh nha. Để mình một chút nha các bạn. Dừng clip một xíu nha. Nhưng mà chị mình sẽ ở đây để nói chuyện với các bạn. Mình sẽ đi vệ sinh. Vi này nó rất là ngán luôn các bạn. Nó rất là ngọt. Mà cái mùi nó kỳ kỳ á. Ngon. Ở trong bên cạnh nó có si rô mà nghe ngon. Hay không, cái kẹo này mình nghĩ các bạn, nếu các bạn nào ghét ngọt thì không nên ăn thử, còn nếu các bạn nào hiếu kỳ muốn trải nghiệm thì ăn thử nha. Rất là ngọt luôn á. Thôi mình phải uống miếng nước nha các bạn. Đây mình có, đây là nước coca xác xịn nha các bạn, mình sẽ uống nha. Ngon lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ đợi em mình đi vệ sinh xong nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái hộp kẹo mà kim ý là kẹo dẻo đấy không? Cái hộp đi trước mình có review rồi đó. Giờ mình vẫn chưa ăn hết các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ ăn một cục nha. Em mình vô nè. Cứ qua món khác cho chị. Ok, bây giờ mình sẽ qua một món khác nha. Giờ kẹo nổ thì mình chỉ còn duy nhất thôi. Cái kẹo nổ rồi mình sẽ để cái món cuối nha. Chị. Bây giờ mình sẽ dùng điện thoại để bắt nhạc quẩy. Chứ không có gì nhiều. Bây giờ mình bắt nhạc chill nhỏ nhỏ thôi nha. Để mình review tiếp cho các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt bài ra. Kẹo không gần nha mọi người. Bắt nhỏ thôi nha em. Ok. Đây mình có hai vị kẹo sữa bò rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ review hai viên này nha. Ok. Bây giờ chị sẽ ăn trước nha. Thì viên này mỗi không viên các bạn có nghe không? Em để qua một bên đi. Sao anh gặp em trong sớm đã đôi mắt lòng như bao giờ.
một share và một subscribe nha. Nhớ là nhớ hổ nhỏ là đăng ký nha. À, chung để nhận và ba hỏi chi tụi mình ra clip mới nha. Và cũng như là comment xuống dưới là về để ý kiến về cái video này của chúng mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn chị đâu nha. Và các những món ở trường các bạn mình có những món như thế nào, bao nhiêu ngàn, hãy nói hãy comment cho tụi mình biết nha. Đây là kẹo xì gum nha các bạn. Ở trong bọt nha. Là xì gum nha mọi người. Mình sẽ dừng lại để ăn. Ok các bạn, mình đang làm cái xì gum này. Thật hết ngọt. Nhỏ hết ngọt. Không ngọt gắt nữa. Nên mình sẽ nhả nha các bạn. Thì mình sẽ ăn snack nha các bạn. Snack này là snack khoai tây tím nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra nha. Ok, em hết ngọt cho em nhả ra đi rồi mình sẽ review nó. Các bạn có nghe mà tiếng nhạc nó quá ồn thì nó không cần nữa nha. Thôi mà nó là như là có một âm thanh ồn cho mọi người. Rồi, miếng rất là bự nha. Mời các bạn nè. Thấy không các bạn? Dám món này là 5, 9 trên 10 điểm nha. Không biết các bạn thấy được cái màu tím của nó nhỉ. Các bạn ơi, các bạn đừng nói cái mòn của tụi mình bự nha. Hãy làm mòn lá xíu xíu rồi. Bình này thì không ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đến món tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ ăn tiếp, mình để qua đặng cỡ hôm 4 thì mình sẽ ăn và nói chuyện tâm sự mọi người. Mình muốn trình nhẫn. Bây giờ mình sẽ ăn snack tomato nha các bạn. Cái này rất là quen thuộc luôn mà chỉ có 2.000 một bịch. À, bịch này cũng 2.000 luôn nha các bạn. Và hai cây cải này cũng 2.000, một cây là 1.000 đó rồi luôn. Cái này là 2.000, cái này là 1.000, cái này là 2 bịch. À, tụi mình ăn đó mọi người. Và đây cái này chính là mua ở trường mình nha. Hồi tối hai đứa mình ăn đưa ăn một cái rồi. Đến mình bắt bài. Chắc bài này các bạn không thuộc ha. Nhưng bánh này cũng rất là ngon và giống ngon như bạn mình chút nha. Trúng bánh rồi. Đây các bạn, giờ mình sẽ tiếp tục nha. Và ngon nha các bạn, rất là ngon luôn. Đây mời các bạn nè. Ủa ăn 2 miếng rồi mà bỏ qua. Ê em đi lên những khu đường nhỏ. Ê baby em đừng lo. Em nói em thích con thỏ. Ok đây đó em bắt nhìn cho. Không cần gọi, không cần tò mò. Chỉ cần biết anh thích em từ nhỏ. Không biết chuyện ta bằng tay ghi. Nhưng trước giờ anh chưa nói từ bỏ. À mà anh đâu phải là con nít. Bà bắt em suốt ngày coi chừng anh. Từ từ thì cháu mới nhiều yêu. Không cần chậm, cũng chẳng cần nhanh. Yêu em là vụ anh có thì gọi anh là tâm tự lượng danh. Đi theo anh em không phải sợ. Bởi vì anh là chủ tài. Sao lời thì không mình còn hai viên kẹo này bây giờ thì mình sẽ ăn nhỉ. Bốc hành nhỉ. Thì mình sẽ ăn vị xanh nha các bạn. Và để hồi đó là ăn thời cái lửa mình sẽ cho lên màu. Ăn thời cái lửa mình sẽ cho lên màu.